cái chỗ bán cá haring, cá chiên nè cả nhà. Đây bây giờ cô gái Hà Lan này đang cầm cái con cá này ăn nè cả nhà. Đây ba chị em mua cá ăn nè cả nhà ơi. Bây giờ ba chị em nè cầm người một bắt cá haring nè. Đây là cá sống nè, còn đây là cá chiên nè. Ăn cho cả nhà xem nha. Bây giờ nó đang hạ giá nè cả nhà. Khờ bắt cá sica 8.5 đồng. Dạ bữa nay nó bán hạ giá đủ loại luôn. Đó, để được, đó tiếp bữa không? Nay là ngày hạ giá nha cả nhà. Đó, nhìn cái bức hình cô gái Hà Lan đang ăn nhìn thấy cũng hay ha cả nhà ha. Chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh K3 Vlog Cuộc Sống Hà Lan. Chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ ba, ba chị em Luyến cùng nhau đi chợ làng V. Cũng chợ này cũng nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thì ba chị em Luyến đi trên đường, tình cờ có thấy mấy cái bông đẹp nè. Tình cờ quay cho cả nhà xem luôn. Bông gì nè. Cũng cái này cũng không biết cây bông gì mà thấy cũng đẹp á cả nhà, có 4 cây cũng rất là đẹp luôn. Mùa thu mà có mấy cái bông này ngắm thì cũng đẹp, thấy cũng đẹp. Và khu này thì cũng khu của mấy người già ở luôn nha cả nhà. Đây. Ở đây thì cũng khu chung cư nha cả nhà. Đây ở phía dưới thì cũng có cái quán ăn nè, cũng có bán khoai tây chiên, đó tên là Snack Bar Phan Rê nè. Cái này là đặc biệt là bán khoai tây chiên, bán gà chiên. Thì cái tiệm này thì cũng bán cũng khoai tây chiên cũng rất là ngon, cũng đặc biệt đó cả nhà. Đi xuyến ơi, mình đi vô trong cái cửa tiệm đi xuyến ơi. Rồi con có cái gì hả mình coi nè. Thì khu chợ làng quê này thì cũng không có lớn gì mấy. Ở đây thì cũng có tiệm cắt tóc luôn nè cả nhà. Đây mấy chị em quay sơ sơ ở phía bên ngoài cho cả nhà xem vậy nha, ở khu làng quê ở gần nhà ba chị em Luyến thì như thế nào nha. Đây tiệm cắt tóc nè. Và ở đây thì có siêu thị đêm nè cả nhà. Nè coi nè, giật người ta lau xe cho mình kìa. Bây giờ tiện quá ha, mình không phải lau xe. Đây thì có cái chỗ cho mình đậu xe đạp này cả nhà. Đây có chiếc xe đạp này duy nhất nè. Chiếc xe đạp này thấy cũng hay á cả nhà. Chiếc xe này kiếm đấy, xe này lâu lắm rồi nó nha, xe cổ đó người ta giữ kỹ rồi chị. Cái khung của nó cũng tèo rồi. Trong siêu thị đêm này thì cũng bán đầy đủ đồ. Ở phía bên ngoài thì người ta để bán cái mấy cái đất nè, đất để trồng cây nè. Đó, có mấy cái bán cái bông để cũng bên ngoài nè. Đó, trong siêu thị bán đầy đủ đồ luôn. Mà trong siêu thị đêm này thì cũng khá là rộng luôn. Ở đây thì có tiệm tên là Esos nè, bán mỹ phẩm, bán nước hoa, bán mỹ phẩm, bán nước hoa, bán xà bông, bán đủ thứ hết cả nhà, kem đánh răng đại loại là như vậy. Có bán thuốc luôn, bán thuốc tây luôn cả nhà. Ở đây thì tiệm rượu nha cả nhà. Để thương có cái ly xong rồi không biết cái xe dội bóng đèn á thương ha. Trong tiệm đây có tiệm cắt tóc.
đây thì cũng có bán tiệm quần áo nè, có tên là Sobi á. Chắc em nghĩ giờ này cũng hạ rồi. Thì người ta có để cái nước khử trùng nè, ở ngoài đây luôn nè, ở khu làng á, người ta để ngoài vậy nè, thấy nha, cho mình thoa tay khử trùng á. Ở phía trước của Liến á, thì có cái tiệm cá này cả nhà, có tên là Hot Land Fish nè, để là fish salad đó, đây nè. Bây giờ ba chị em Liến thì tới đây ăn cá herring, ăn kipling nha. Bây giờ mua cá herring cho cả nhà ăn, cho cả nhà xem nhé. Bây giờ hai chị đang mua cá kipling nè, cá chiên á, cá bột chiên á cả nhà. Ở đây có tên gọi là kipling. Còn cá herring á thì mình gọi là cá chích á. Cá chích á, ăn sống á cả nhà. Đây một chút xíu Liến sẽ ăn sống cho cả nhà xem nhé. Bây giờ Liến sẽ ăn cá herring cho cả nhà xem nha. Chính là cầm nguyên con cánh thì thấy nó ngon hơn ha. Yeah, bây giờ họ cắt vậy rồi mình không có thấy. Thôi cài đi. Ăn như vậy cũng được, tại vì ăn như vậy thì mình có đủ đầy đủ luôn ha. Wow. Ôi trời ơi, nhìn cái miệng em ăn thấy ghét quá. Thấy thèm quá, em cũng ăn theo chị. Ăn luôn đi em. Chị là không ăn rồi, ok. Em thấy được, em biến ăn. Này, hai chị em đứng gần nhau ăn kìa, cho nó ngon kìa. Đó, ngon cả nhà ơi, xuất sắc luôn, béo béo mà nó ngon. Cá này là cá sống luôn cả nhà. Cá sống mà người ta muối á, xong rồi bây giờ đem ra người ta làm, người ta bán á. Ai ăn được thì ngon ha, mà béo, ăn béo. Ai ăn được thì thì cũng thấy ngon luôn. Đây. Đó, trời ơi, nhìn cái miệng em Liến ăn thấy ghét quá à. Em Liến hảo món này á. Ờ. Rất con chị cũng vậy đó, con chị ăn lần hai con luôn á. Lá cờ của Hà Lan. Nha. Ăn đi xuyến. Dạ. Đây nè, ở dưới đây còn một con đó cả nhà. Đấy, ba chị em mua nè. Nè. Đây, đây cũng có cá chiên nữa nè. Đấy, cá chiên là phần mình không ăn được cá sống mình ăn cá chín. Đấy. Ngon không? Cả nhà thấy cá chiên ngon không? Cái này là 5 đồng này cả nhà. Đó. Còn ba con cá của em Luyến đang ăn là 5,5 ba con. Đó là hôm nay là nó bán giảm giá. Chứ không là chắc phải 2 đồng con nữa ha. 2 đồng 25 sen con đó, chị biết. Em Xuyến ăn là ngon kìa. Em Xuyến ăn cá này không được nhiều. Ăn trời được chút chút. Em ăn không được nhiều mà em ăn gần hết con này em. Mình ăn á, cá sống này á, cá chích này á, thì mình để vô một miếng hành á, với một miếng dưa leo chua á, chua chua ngọt ngọt á. Ăn mình cắn vô, nó trong miệng mà nó vừa chua chua mà nó vừa ngọt ngọt mà nó thơm mùi hành á, với cá béo nữa. Ta nói nó đã thì thôi á. Nói chứ chị ăn cũng được nha, nhưng mà chị ăn được một miếng thôi, nhưng mà chị cứ thấy nó làm sao á. Lắc cờ. Ngon quá chị ơi. Trời làm chị thèm quá em ơi. Chị ăn thử đi. Miếng chị. Thôi chị nấu trời chứ chị không ăn. Chị ăn cá chín à. Em phải ăn dưa chua nhiều nhiều vô. Ngồi đi em. Có ghế đó, ngồi xuống ăn. Ăn cá herring á chị, đứng nó hay hơn. Đang đứng nó cầm ăn gì à. Nếu em phải cầm con em ừ. Đứng em ngừng như cái cô kia kìa mới là ngon. Đây mà bây giờ á thì người ta cắt sẵn như vậy rồi, mình không thể nào mà mình đấy, bây giờ Nhung cũng ăn một miếng cá chiên cho cả nhà. Đấy, thấy hai em kia đứng ăn thèm quá, thôi mình cũng ăn miếng cho đỡ thèm. Ngon quá cả nhà. Giờ này cũng tầm 11 giờ rưỡi rồi. Cá chiên nóng ngon lắm. Mà trời bữa nay cũng có nắng nha cả nhà. Trời bữa nay thì cũng lạnh lắm. Đó, mọi người thấy không? Người ta cũng đi qua đi lại đi chợ, tại vì hôm nay thứ ba có chợ trời á. Trời trời đằng kia cũng bán cá, cá tươi, cá chiên cũng có luôn. Nhưng mà chị em mình thì hay ăn cá ở đây. Giúp chị đi. Hello. Ngon quá cả nhà ơi, em thích quá. Ăn cá chiên béo mà vừa vô miệng cứ béo mà nó ngon gì đâu, ngon khó cưỡng luôn á. Ăn cá chiên thôi cũng chị. Ngon đó em. Ăn miếng cá chiên á. Không, nhưng mà cái này ăn hành với ăn dưa nhiều nó cũng ngon đúng không ha? Thấy đến giỏi không?
con ăn luôn đi. Gấp mấy miếng rồi đi. Thôi lớn rồi ăn đi nghiền. Ăn đi cho nó quen rồi, muốn ăn hai ba con lúc luôn. Em liếng ăn được, tại mình không có quen mấy. Em không quen mà em ăn gần hết con này. Hello. Hello. Muốn miếng gì yeah, nữa? Ăn một miếng cá hari nha, cá bột chiên nè, cá kiếp linh. Ngon lắm, nó nóng ngon lắm. Giòn. Giòn ngon cái nhỉ. Ở trên em Carlson nó cá chiên cũng ngon lắm. Bán ngon luôn, ở tiệm này bán cá quá xuất sắc luôn. Em ăn nhiều vô cho nó đỡ. Cho thêm hành vô ăn nhiều nó ăn dạ. Hơn, nó bê tờ hơn. Dạ. Cái hộp này chị không có ăn không? Sao? Ăn không, chị đâu có ăn cá chứ, cá sống không? Được rồi chị. Chị là cá sống chị đâu có ăn. Nào cả nhà ơi, Xiên không có không biết ăn mà Xiên ăn hết luôn nè cả nhà. À, đấy chưa? Một cái này là cuối cùng nè cả nhà. Chị Nhung ăn cá chiên đi, em quay cho chị Nhung ăn cá chiên nè. Con mẹ chị Nhung ăn có ngon không? Đó, anh hai chị ăn cá chiên nè. Đó, chị Xiên ăn nhìn thấy miệng ngon không? Rất là ngon yeah. Luôn. Giỏi quá, ăn hết con luôn. Ăn hết cả hành cả dưa luôn mà kêu ăn không được. Yeah. Đây, cục cá chiên này cả nhà ơi. Hello. Ngon lắm. Ăn đi, ăn đi. Nó giòn mà nó ngon chị. Nó thơm. Nó đẩy bọc miệng ngon. Ừ. Tiệm của Hotland á, ngon. Ở trong hồn tất tật đúng đặc không? Đặc biệt. Dạ. Ừ. Chi nhánh cái này là chi nhánh của nó. Ừ. Ở ngoài phố cũng gì, ở ngoài phố cũng hai ba tiệm á. Dạ, 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 thì chị em luyến đấy à, ngon. Ông với chị em mình lầy lội đứng đường đứng chờ ăn cá yeah. Mà bây giờ người ta mua cũng cái tiệm bán cá rồi. Giờ ta mua cũng đông lắm cả nhà, ba bốn khách luôn, bán cả ngày vậy bán thấy cũng được lắm cả nhà. Mà bữa nay là ngày đặc biệt nha, ngày thứ ba thì nó hạ giá nhiều á cả nhà. Và ở khu này thì cũng có cái chỗ đo kiến đó nè, cái tiệm kiến á thì có bán đồ ăn luôn, mình đặt thôi nè, nó để chữ up ha nè, bây giờ thì không có mở cửa cho khách vô ăn nữa đâu, chỉ đặt mà người ta đem mang về thôi. Đây cũng có quán bar. Cái này mua mang về thôi cái nhà. Đâu ha, lúc cần cho quay lại. Thầy giáo. Up ha lại. Cô Lê Kha. Đây. À, ở đây chỉ đặt thôi. Bye bye. Và ở phía trước của Luyến thì bên tay trái cả nhà. Ở đây thì cô bán bánh mì nè. Cái này là tiệm bánh mì nè. Và tiệm bánh mì này tên là Austin nè. Tiệm bánh mì này cũng rất là ngon nữa. Để Broad and Buckeye nè. Đây là tiệm bánh mì nha, lò bánh mì nha cả nhà. Đây bánh mì đây thì bán rất là ngon luôn. Bây giờ nó để là thứ ba. Thứ ba nào thì nó cũng bán là 3 cộng 1 hết nha. Mình mua mình lấy 4 cái mình trả tiền 3 cái nha cả nhà. Đó, tiệm bánh mì nè. Bán đủ loại bánh mì luôn, bánh ngọt, bánh mì mặn. Ở đây thì cũng có, ở đây cái dãy này có bán bông nè. Có tên là Hekron Paradise. Đây cái tiệm này. Bông họ trưng ở ngoài nè. Tiệm thổ nè, bán rau củ, bán đủ thứ đại khái là như vậy. Giống như toko vậy á, toko của thổ á cả nhà.
Đây thì có cái tiệm bán phô mai nè cả nhà. Đó. Bán đủ thứ luôn, phô mai, đủ loại phô mai. Còn tiệm này thì tiệm thịt nè cả nhà. Bán thịt heo, thịt gà, thịt nguội. Đây là tiệm trái cây cả nhà, bán rau củ. Tiệm này cũng khá là rộng, bán đủ thứ. Xin lỗi, chắc là để mua về xay ra nhờ. Ớt khô mà. Màu đẹp ha, màu tím. Ở đây, ở đằng này thì cũng có cái tiệm bánh mì này cả nhà. Cái tiệm loại mì này. Ở đây họ cũng bán cà phê luôn nè cả nhà. Cái cải này mà mình không biết tên cải gì luôn á cả nhà. Cải này thấy cũng hơi lạ lạ nè. Em cũng mua cái này được. Em mua khoảng nhiều hơn đó một chút thôi. Bao nhiêu phía thôi? Phải cái này không? Em cũng biết. Phải cái này không? Cái gì mà hơn dưới là thăm một tuần dưới là cái gì ta? Ô cái đó đó chị. Mắc vậy? 6 đồng 1 ký đó. Ôi trời. Mua không? Họ thử bao nhiêu ký? 6 đồng 1 ký cải này nha cả nhà. Đó, teo này. Thấy mắc quá ha cả nhà ha. Ôi trời. Đâu mua nửa ký ăn thử ra. Ngon không? 6 đồng 1 ký. Wow. Chị lựa em một mỡ ít chanh đi. Cà chua. 10 trái chanh đi chị. Em lựa cho. Đây có bán trái này kia, trái gì, avocado chị, bên này, ơ trái bơ nè cả nhà. Họ bán 1 ký 2 đồng, ồ cũng rẻ quá cả nhà ơi bữa nay. Trái bơ ăn cũng tốt. Nha, mà chanh này người ta bán 10 trái á, đang hạ giá nè. 10 trái thì có 1 đồng euro cả nhà. Cái gì nha? Muốn gì đó hai em? Hai em mua được cái này nè. Mua được xào ăn thử. Cái này em xào sơ thôi chứ em mà xào cùng lâu nó mềm không ngon mình đâu. Mình xào với thịt bò cũng ngon chị. Ok, ăn còn thịt bò cho nó bổ. Là cái bưu điện. Chỗ này là bưu điện. Mình có gửi thư nha. Đó. Cái sâm vô khở đó cả nhà, thấy hai cái trái gì không cả nhà? Hai cái cherry đó cả nhà. Đó. Cái sâm là cherry đó cả nhà. Đó, ở bên trong là bưu điện nè, đó người ta đang mang đồ ở trong đó người ta gửi nè. Đó. Đấy, cả nhà thấy không, bà cụ nè, lớn tuổi lắm rồi nè, cũng đi ngoài đường là đẩy xe nè, nó đi nè. Thì rất là tốt luôn. Cho sức khỏe. Thế đó. Đây là chỗ rút tiền. Nó không quay được. Còn đây là crowdfast cả nhà. Đó, trong đây cũng bán đủ thứ đồ luôn. Đó, bán mấy cái đồ ở trong WC nè, mấy đôi dép đi trong nhà nè. Bán trà, bán giỏ. Đó, giỏ sắt nè. Thump up 8 đồng một cái giỏ. Coi như là từ 8 đồng trở lên cái giỏ. Đó, rồi giấy chùi miệng, giấy toilet. Ở bên trong bán nhiều lắm nhưng mà tại vì mùa này mùa dịch đó, cho nên là người tăng trong vô trong nhiều á. Cho nên là tụi mình không vô trong quay được hết cả nhà ha. Đó. Quay sơ cho cả nhà mình xem ơi. Hai em đi đâu nữa đây? Bây giờ mình đi vòng vòng quá. Bây giờ mùa dịch ấy, người ta là đâu được vô trong nhiều đâu, phải đứng ở ngoài cái khi nào mà cái người bán hàng người ta kêu mình vô mình mới được vô. Dạ. Yeah. Khi nào được gọi thì mới được vô. Còn là chưa được gọi chưa được vô. Ừ. Đó, đây nè, đây nè. Dạ, cũng bình dân. Đó, cái chiếc xe man nó quần áo đó.
ở bên trong bánh quần áo luôn nha cả nhà. Bánh đầy đủ luôn. Đây, đây cũng là siêu thị này cả nhà. Ở trong đây cũng bánh đầy đủ luôn nhưng mà chị em không có vô trong nha, bởi vì cái mùa dịch này á, cho nên là vô trong cũng vô nhiều quá không được, cho nên là thôi chị em mình đi ở ngoài nữa nha cả nhà. Đó, đó người ta để cho ta vô trong ta mua nè. Đó. Vô khúc kia đi. Đó, thấy không? Siêu thị lớn cả nhà ơi. Ở gần nhà ba chị em mình luôn. Thiếu cái gì để chạy ra có chút xíu là ba chị em Liến cũng đã quay xong cái khu chợ làng quê ở gần nhà ba chị em Liến cho cả nhà xem rồi. Bây giờ thì ba chị em Liến xin tạm dừng video clip ở đây nha. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Nếu cả nhà yêu thích kênh của ba chị em thì cả nhà nhớ xem, đăng ký và ủng hộ để xem video mới tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Bye bye.